I don't want no body, no body, no body but you. Chết ơi. Cảm ơn Vũ Lâm Thao với sự hỗ trợ nhiệt tình của mình. Chị Anna phải nói là có một cái chất trợ hút, còn hơn là chị Phương Thanh nữa thưa quý vị. Đầu tiết mục là chị đứng cách xa cái mic khoảng tầm 1 mét đó, nhưng mà cái âm thanh vẫn còn vang và rất là rõ thưa quý vị ơi. Và cái bây giờ các thành viên của chúng ta muốn phục vụ cho quý vị, chúng ta đã thấy cuối cùng của vòng loại này, rất là mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ các thành viên quý vị nha. Và quý vị nào đã có sở hữu tờ vé trên tay rồi, xin hãy hướng mắt về sân khấu để chúng ta cùng nhau cho số. Chị cưng đã học tiếng khác rồi còn cọc cằn nữa. Chị lỗ trường lương cao qua em nha. Mày gì ra Oh, yeah.
bye.